Xin chào mọi người đang xem kênh Sườn Sơn TV. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn, đó là ớt. Ớt này là ớt giống như là nó quéo quéo vậy mọi người. Mà cái loại đó là như vậy, có trái cây, cái trái không cây. Và mình xào với lại con mực nang. Mẹ nè, mẹ ơi. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Mua hai con mực nang được tặng một con tôm. Bây giờ mình sẽ mần con mực nang này nha. Thì mình sẽ cắt cái mình của nó ra làm hai, sau đó xé ra. Thì nội tạng và phần thịt nó sẽ phân ly. Sau đó mình lấy cái nang của nó ra. Cái nang này thì mình có thể mài để làm bột cầm máu, rất là hiệu quả luôn. Rất là tốt cho sức khỏe nếu mình biết cách dùng. Sau đó mình sẽ cắt con mắt của nó ra. Tại vì con mắt của nó cũng bị đen khi mà mình nó bể á. Hai con mực nang. Hai con này bao nhiêu ta? Chú mất đi ở mày á. Hai con cũng khá là rẻ, 10 ngàn 200 ngàn là một con 100 ngàn Việt Nam đồng. Ổ trứng là sao rồi, ổ trứng là ổ lạnh đó Mẹ mình nói hôm nay tính mua mực rồi, nhưng mà hôm nay không có mực. Mực ống á mọi người. Ôi, có lẽ nó gà vào cái mực kìa. Còn con, mẹ mình hỏi con tôm mày làm gì? Bỏ vô xào chung ăn luôn. Cứ nhân bút cao một chim mà. Lột chung, lột ra rồi mình xào chung luôn. Ớt á, thì mình sắc ra làm hai. Tại vì một trái thì nó rất là dài, bỏ vô họng thì nó dướng. Đây, ớt. Mình sẽ cho thêm một ít ớt đỏ vô nữa. Xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ nó mê. Gochujang có 영양가 많아서 빼면 안 돼. Mẹ mình nói ớt này cái hộp của nó dinh dưỡng nhiều lắm cho nên là mình không có được bỏ được cái hộp. Cái này 영양가 안 많대. 이 씨앗에 영양가가 많다. Cái loại này là trong cái hộp của nó nhiều dinh dưỡng hơn cái trái nữa. Ngộ thiệt. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng nước tương của Hàn Quốc. Một muỗng đường. Một muỗng tỏi. Và một muỗng siropap. Siropap. Mẹ mình hỏi siropap hay là chiropap. Mình sẽ bật lửa lên và đảo đều nó. Một ít gừng. Mọi người có thì bỏ, không có cũng không sao nha. Và đây là nước soda có gà, một ít rượu soju. Mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Wow, cái mùi bốc lên rất là thơm luôn mọi người ơi. Sau đó mình sẽ dùng con dao sắc trên lưng con mực nang này những cái đường. Và mọi người xem đao pháp của chị Đại kìa, rất là đều luôn, chuẩn đến từng cm luôn, thao tác nhanh nhẹn dứt khoát.
phải kinh nghiệm mấy mươi năm thì mới làm được hay như vậy. Gặp mình ngồi mình mò từng khía chắc có sáng mai luôn. Ôi, đó, sau đó mạnh tay cắt thành từng khúc vừa ăn. Trẻ làm hai. Một khúc lắm. Bự quá không? Trẻ nữa. Mẹ mình kể hồi xưa mọi người, nhà gần biển cho nên là xuống dưới biển lụm mấy con mực nang này bị sóng đánh chết á, ăn. Bây giờ thì không có nữa. Mấy con này á, nó dễ chết lắm. Sóng đánh mạnh là nó chết luôn. Bây giờ mình sẽ đổ cái mực nang vô đây. Mình xào lên. Mình sẽ tăng lửa lên và đảo đều cho nó săn lại nha. Và mình để rim ở đây đó. Ủa, vớt ra luôn. À, có nghĩa là xào săn lại và vớt ra liền luôn mọi người. Chết, mẹ gớt miếng ấy. Ủa, quá đi. Lụm, gỡ lại mọi người ơi, gỡ lại bỏ vô. Ủa, uổng lắm không bỏ được, phải tiết kiệm. Rồi sau đó là mình đổ ớt vô mình xào luôn. Có nghĩa là mực mình xào lâu quá sợ nó bị dai hay sao đó, mình xào sơ qua sau đó mình vớt ra rồi lại đổ ớt vô xào tiếp. Rồi mình sẽ cho ớt vô đây nha. Abulim anh mát xin nhờ, ý chị chọn với anh tên hình tề. Từ đây mà mạnh tên sao đâm tên mát xin nhờ, ý chị dùng viên hay dùng với anh tên cái tên tề. Cái đấy kệ mà đấy rồi à. Đổ mực vô sao nha mọi người. À, đây là với ai mọi người? Em dâu của mẹ chồng mình tới chơi nè, xào giùm mẹ chồng mình luôn. Mình sẽ bỏ vô đây một ít dầu hào nữa nha. Má sao vậy? Wow, ngon quá mọi người ơi. Đói bụng quá. Phê cô phai không? Mùi thơm kinh khủng luôn á. Cho bà em dâu ăn thử nha. Chị em bạn dâu á mọi người. Vợ của ông em ruột của ba chồng mình. Ngon quá, bà khen ngon quá, ngon quá. Cái bát này thì bà không biết nấu ăn, bà dở còn hơn mình nữa. Rồi sau khi tắt bếp dọn ra ăn thì mình sẽ rưới lên dầu mè. Mẹ chồng mình lúc nào cũng phải có dầu mè mới được. Này cái gì mua bò cơ? Thế đi mà cán bộ rồi ra. Mẹ mình kêu cái chị. Giờ đi mấy này nào ai à? Mấy này nào ai? Ơi, mất kia. Cô cho bát lại ăn đi. Nhai ba phát khen ngon một tiếng mọi người. Cái chị này nói hơi cay. Hơi cay rất là hợp với bà. Nhưng mà mẹ chồng mình ăn cay dở lắm cho nên là. Cái
밭에서 따다가 지금은 이제 애들이 있으니까 안 했다니 요즘에는 여러 반찬을 옛날에 아들 살 때는 반찬이 만들기 말이야 아들 그러나 아니 안 오는데 항상 하나에 여기에 소금을 던진다 나는 아 누구도 있나 내가 오늘 두 가지 아끼라고 했는데 바빠가 뭐랬대 이 느낌 내라 그러지 마건 소금 대피라 맛있나 맞다 맛있어요 Dạ, bây giờ lấy bọc. Cái này không phải làm bán mà là làm đem về nhà ăn đó mọi người. Ngon quá. Cái bác này lợi hỏi tình hình sức khỏe của cái ông em ruột ba chồng mình hôm bữa đó mọi người. Nói đi thăm đó. Cái hộp đó là của mình đem về nhà. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của chị ổ lộn của chị Đại nha. Đăng ký nhấn chuông like và comment. Tạm biệt mọi người.